dựa trên nền tảng kết quả đạt được của giai đoạn trước, nhiệm kỳ 2010-2015, Hậu Giang đề ra mục tiêu và các nhiệm vụ đột phá để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội với tốc độ nhanh, bền vững. Từ bài học tự lực tự cường, lấy dân là gốc, tất cả đã nỗ lực tập trung cho mục tiêu nâng cao đời sống người dân và đổi thay diện mạo quê hương. Đến nay, qua 5 năm, Hậu Giang đã ghi dấu một chặng đường với nhiều thành công và rất đáng để tự hào. Thưa quý vị và các bạn, trước áp lực của nền kinh tế thị trường, thời gian qua sản xuất nông nghiệp của nước ta đã bộc lộ rõ nhiều mặt hạn chế. Đối với nông dân Hậu Giang, dồn lẫn quẩn trúng mùa được giá vẫn lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, điều đó không thể phủ nhận là trình độ sản xuất của nông dân không ngừng tiến bộ. Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp nông thôn không ngừng được đầu tư và phát huy hiệu quả. Sự đổi thay của những vùng nông thôn Hậu Giang có một vai trò quyết định, góp phần cùng Hậu Giang hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2010-2015. Tiếp tục trong loạt phim chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 13, hôm nay xin mời quý vị cùng nhìn lại bước tiến của nông nghiệp Hậu Giang qua những tư liệu chúng tôi góp nhặt trong 5 năm qua. Định sản xuất nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế, nên trong suốt hai nhiệm kỳ qua, lĩnh vực nông nghiệp luôn được Hậu Giang quan tâm, tập trung đầu tư đồng bộ từ chiều rộng đến chiều sâu. Nếu như từ năm 2005 đến năm 2010, tỉnh từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn qua chiến dịch giao thông thủy lợi, các dự án đê bao khép kín theo chương trình mục tiêu của chính phủ, thì giai đoạn 2010-2015 là khoảng thời gian tạo nên những đột phá theo hướng tập trung và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Kết thúc nhiệm kỳ, giá trị sản xuất của ngành tăng bình quân 6,64% một năm, tốc độ giá trị tăng thêm đạt bình quân 3,86% một năm. Nông sản hàng hóa đa dạng, một số mặt hàng nông sản bước đầu hình thành mối liên kết 4 nhà. Công tác chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ phát huy hiệu quả, các dịch bệnh được khống chế và tỷ lệ cơ giới hóa trong trồng trọt, chăn nuôi ngày càng tăng nhanh. Đó là kết quả của một quá trình đầu tư dài hơi và đặc biệt là địa phương đã thật sự đưa nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn vào cuộc sống. Gần 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương nông nghiệp, nông dân, nông thôn của đồng bào chúng ta và của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, của các doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh đến đầu tư làm ăn ở đây, và của những người nông dân, người công nhân, người trí thức mà tiêu biểu ở trong cái khu vực của chúng ta. Bên cạnh doanh nghiệp thì các tổ hợp tác, các hợp tác xã và các mô hình liên kết cũng nảy nở, cũng phát triển. Tôi thành thật là thực sự rất vui mừng của mình. Minh chứng cho những bước tiến vượt bậc này là ở cây lúa, cây trồng có diện tích lớn nhất tỉnh với hơn 200.000 hecta. Hàng năm đều giữ vững sản lượng lúa từ 1.100.000 đến 1.200.000 tấn. Không chỉ năng suất bình quân tăng mà việc ứng dụng khoa học kỹ thuật của nông dân Hậu Giang không ngừng cải thiện. Khi tỷ lệ sử dụng giống xác nhận và cơ giới hóa trong khâu thu hoạch trên 70%, tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu làm đất, tưới tiêu trên 95%. Để đạt được những kết quả này, Hậu Giang đã đốt cháy những giai đoạn tiền đề bằng những chính sách kịp thời, rót thêm động lực cho người nông dân. Năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án cơ giới hóa trong sản xuất lúa. Theo đó, tỉnh hỗ trợ nông dân mua 100 máy gặt đập liên hợp không lãi suất. Bằng sự xúc tác kịp thời này nên chỉ trong 3 năm, số máy gặt đập liên hợp trên địa bàn tỉnh đã nâng lên 250 máy. Một điều mà 5 năm trước, nông dân Hậu Giang không dám mơ ước. Nâng tỷ lệ cơ giới hóa cũng đồng nghĩa với nâng cao năng suất khi tỷ lệ hao hụt trong thu hoạch không còn trở thành vấn đề lớn. Ngành nông nghiệp tập trung tháo gỡ bài toán tiêu thụ nông sản.
cánh đồng lớn là phương thức sản xuất tiên tiến nhất hiện nay và cũng là mục tiêu của ngành nông nghiệp của cả nước. Với sự liên kết chặt chẽ của bốn nhà là doanh nghiệp, nông dân, nhà khoa học và nhà quản lý, cánh đồng lớn đang mở ra những kỳ vọng đổi thay về chất trong sản xuất nông nghiệp. Xác định tầm quan trọng này, Hậu Giang đã xây dựng cơ bản hoàn chỉnh 5 cánh đồng lớn ở 4 địa phương nằm trong quy hoạch phát triển cây lúa của tỉnh là Châu Thành A, Vị Thủy, thị xã Ngã Bảy và Phụng Hiệp. Tổng diện tích 1.660 ha với hơn 1.500 hộ tham gia. Đây sẽ là hạt nhân tạo nên những tư duy mới, kỹ thuật mới trong sản xuất lúa để đáp ứng nhu cầu của thị trường xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập của nông dân. Từ chỗ giá thành có nghĩa là nó cao nhất của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, có nghĩa là khoảng 4.100 đồng một ký, tức là giá thành lúa. Thì đến 2015 này, vụ đông xuân này thì chúng ta chỉ còn đưa xuống còn lại khoảng 2.700-2.800, coi như nó bình quân thấp của đồng bằng sông Cửu Long. Thì đối với lĩnh vực ngành nông nghiệp thì có thể nói là chúng tôi cũng đã có cái mới là chúng tôi chủ động rồi tổ chức cái đoàn đi xúc tiến thương mại để xem những cái sản phẩm nông nghiệp của Hậu Giang là cái gì và nó có cái vị trí nào đối với thị trường trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó thì chúng tôi kịp thời làm cái điều chỉnh, rà soát điều chỉnh quy hoạch cho nó sát hợp hơn. Tái cơ cấu là một bước đi lâu dài để thay đổi toàn diện trong sản xuất nông nghiệp. Thật sự, Hậu Giang đã bắt tay tiến hành tái cơ cấu ngay từ đầu nhiệm kỳ, khi đã tiến hành quy hoạch 4 loại cây trồng và 4 vật nuôi chủ lực khuyến khích phát triển là cây lúa 77.200 ha, cây ăn trái 30.000 ha, cây mía 10.000 ha, rau màu 20.000 ha, đàn heo 200.000 con, gia cầm 5.300.000 con, đàn trâu bò 4.500 con và thủy sản 11.000 ha. Trên cơ sở quy hoạch đó, tỉnh đã tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông thủy lợi để vừa đảm bảo giao thương không bị gián đoạn, vừa hạn chế sự ảnh hưởng của thời tiết, biến đổi khí hậu đối với quy trình sản xuất. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản và thu nhập của nông dân. Đến nay, toàn tỉnh đã hình thành 915 vùng thủy lợi khép kín, tương đương 70% diện tích chủ động tưới tiêu. Các hệ thống đê bao ngăn mặn như Long Mỹ, Vị Thanh, Nam Kênh Sà No, Ô Môn Sà No đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Chỉ tính riêng nguồn vốn địa phương, trong 5 năm qua, tỉnh đã đầu tư và xã hội hóa gần 500 tỷ đồng để thực hiện công tác này. Bên cạnh hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, ngành nông nghiệp đã và đang chuẩn bị những điều kiện tiên quyết để tiến hành thành công tái cơ cấu trong lĩnh vực nông nghiệp. Đó là xây dựng nhãn hiệu 10 mặt hàng nông sản chủ lực gồm bưởi Nam Roi Phú Hữu, khóm Cầu Đúc, cao sành Ngã Bảy, quýt đường Nông Trị, chanh không hạt Đông Thạnh, cá thác lát Hậu Giang, cá rô Hậu Giang, xoài Ngã Bảy, lúa Hậu Giang và mía đường Casuco. Song song đó, giữa tháng 7 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014 đến năm 2016, định hướng đến năm 2020, gọi tắt là đề án 1000. Mục tiêu của đề án là chuyển đổi 1.000 hectare đất sản xuất kém hiệu quả sang những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao và quy hoạch lại hệ thống chăn nuôi theo hướng tập trung có quy mô lớn. Khi tham gia đề án, nông dân được hỗ trợ 50% lãi suất đối với 70% vốn vay theo chu kỳ sản xuất đối với từng loại cây trồng vật nuôi. Sau hơn một năm triển khai, hiệu quả của đề án đã được khẳng định khi đã có hơn 2.500 hộ tham gia. Hơn 500 hectare vườn tạp đã được cải tạo thành những vườn cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Hơn 800 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tiếp cận với kỹ thuật mới, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa gắn kết bảo vệ môi trường. Từ sự đầu tư đồng bộ, ước cuối năm 2015, giá trị sản xuất của lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đạt trên 14.000 tỷ đồng, cao hơn cuối năm 2010 4.000 tỷ đồng. Đặc biệt, thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích canh tác là 52 triệu đồng một hecta một năm, gấp 1,67 lần so với năm 2010. Số lượng nông dân có mô hình đạt giá trị thu nhập từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng một hecta một năm tăng gấp 2 so với năm 2010, tương đương gần 75.000 hộ. Sự phát triển ổn định của lĩnh vực nông nghiệp đã tạo điều kiện để Hậu Giang tiến hành thuận lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đại thành của thị xã Ngã Bảy vốn nổi tiếng với những vườn cây cam sành trĩu quả thì nay lại càng vươn xa hơn khi trở thành đơn vị đầu tiên ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long
hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp nối sau Đại Thành, đến cuối năm 2015, toàn tỉnh đã có thêm 11 xã hoàn thành chương trình này, gồm xã Dị Thanh, huyện Dị Thủy, xã Tân Tiến, Dị Tân của thành phố Dị Thanh, xã Thạnh Hòa, Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, xã Vĩnh Viễn, Thuận Hưng của huyện Long Mỹ, xã Trường Long Tây của huyện Châu Thành A, xã Đông Thạnh của huyện Châu Thành, xã Tân Thành, Hiệp Lợi của thị xã Ngã Bảy. Đặc biệt, với tất cả 3 xã đã được công nhận, thị xã Ngã Bảy trở thành đơn vị cấp huyện thị đầu tiên của tỉnh và số ít trên cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh 12 xã hoàn thành 19 tiêu chí, Hậu Giang còn có 43 xã hoàn thành ít nhất 10 tiêu chí theo quy định. Sự thành công vượt kế hoạch đề ra trong công tác xây dựng nông thôn mới càng chứng minh cho sự nỗ lực của Hậu Giang hướng về nông thôn và đời sống nhân dân. Sự thành công trong công tác xây dựng nông thôn mới cũng là một bước thắng lợi của tỉnh trong chính sách ưu tiên hướng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Sau 5 năm triển khai, tỉnh đã đầu tư vào chương trình gần 15.000 tỷ đồng để phát triển kết cấu hạ tầng, chuyển giao khoa học kỹ thuật một cách đồng bộ. Kéo theo đó, điện khí hóa nông thôn không ngừng phát triển, góp phần hạ giá thành sản xuất và nâng cao giá trị hàng hóa nông sản. Nền nông nghiệp Hậu Giang đã và đang xây dựng những bước tiến vững chắc để đáp ứng với yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, trong cách làm, cách nghĩ cũng như trong những chính sách đã đề ra vẫn còn những bất cập cần phải có sự chấn chỉnh kịp thời. Đó là quy hoạch sản xuất chưa gắn kết với doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ, dẫn đến tình trạng thừa hàng dội chợ. Đó là việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp vẫn còn hạn chế, nên hàm lượng chất xám sản xuất nông nghiệp thấp. Bên cạnh đó, các yếu tố khách quan với sự biến đổi khí hậu, thời tiết khó lường luôn đặt sản xuất nông nghiệp trước nhiều thách thức. Trong chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang vào đầu năm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận định như sau. Thì có lẽ cái hướng phát triển của Hậu Giang chúng ta sắp tới vẫn phải tập trung cho sản xuất nông nghiệp ấy. Không thể thay thế khác được. Công nghiệp hóa một cái tỉnh nông nghiệp như Hậu Giang chắc không phải là đưa cứ nhiều công nghiệp vào đây mới là công nghiệp hóa, mà chính là tập trung vào sản xuất nông nghiệp nhưng mà quy mô lớn, chất lượng cao, trình độ công nghệ cao và có sức cạnh tranh. Đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như càng thêm khẳng định những chính sách đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp trong suốt thời gian qua là phù hợp với mục tiêu chung của đất nước. Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu trên, trong giai đoạn 2015-2020, ngành nông nghiệp Hậu Giang đặt ra mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững. Trong đó, tập trung nâng mức thu nhập cho người dân khu vực nông thôn từ 1,5 đến 2 lần so với bình quân 5 năm 2010-2015. Để thực hiện hoàn thành mục tiêu này, hiện nay tỉnh đang xúc tiến triển khai dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với diện tích hơn 5.200 ha tại huyện Long Mỹ. Trong đó, diện tích dành cho cơ sở nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ chiếm khoảng 415 ha. Diện tích các khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khoảng 4.785 ha. Nhiệm vụ của dự án không chỉ phục vụ cho nông dân Hậu Giang mà còn được kỳ vọng là hạt nhân để thay đổi tư duy, phương thức sản xuất nông nghiệp của nông dân vùng bán đảo Cà Mau và đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2015-2020, ngành nông nghiệp tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng khu vực 1 từ 3 đến 4%, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng thủy sản, phấn đấu có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015, Hậu Giang đã có nhiều chính sách, chương trình để mạnh hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Những nỗ lực này đã làm thay đổi tích cực đời sống của người nông dân và trên hết đã xây dựng nền tảng quan trọng để nền sản xuất nông nghiệp gắn kết với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo tiền đề vững chắc cho kế hoạch 5 năm tới 2015-2020. 12 xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và thị xã Ngã Bảy trở thành đơn vị cấp huyện thị đầu tiên của khu vực đồng bằng sông Cửu Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đó là một trong những kết quả ấn tượng của ngành nông nghiệp Hậu Giang.
Bởi xây dựng thành công nông thôn mới không chỉ đòi hỏi ý chí quyết tâm của đảng bộ mà còn phải có những chương trình, chính sách sát hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp trong dân. Với những thành tựu mà đạt được trong thời gian qua, chúng ta tin rằng Hậu Giang sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên con đường phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào ngày mai với tập 4 của loạt phim Bước tiến mới của giáo dục và y tế Hậu Giang.